Mọi người, thì nhân bánh cuốn chay thì gồm có là đậu hũ, nấm mèo, một ít bột để cho nó dính lại á mọi người, với lại gia vị vừa đủ, nó nấm đông cô. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà nếu mà mọi người nếm nếm vừa tay á thì nó sẽ rất là ngon nha. Ăn nó có vị thanh đạm lắm mọi người. Chúng ta bắt đầu cuốn bánh cuốn nha mọi người. Mình sẽ cuốn bánh cuốn giống như là mình cuốn bánh tráng cuốn vậy á. Đây là nước có pha dầu. Sau khi mà mình làm ướt bánh tráng thì mình sẽ bắt đầu cuốn giống như vậy. Sau khi cuốn xong thì mình sẽ thoa một miếng dầu lên để nó tránh bị dính với lại những cái bánh cuốn khác ha mọi người ha. Đây, chúng ta sẽ làm ướt miếng bánh tráng như vậy. Lấy nhân vừa đủ thôi nha mọi người. Mình làm thì nó hơi ngắn, nhưng mà có những bạn á, họ làm bằng bánh tráng dài á, thì họ sẽ làm nó dài và nó nhỏ hơn thì sẽ khá là giống bánh cuốn hơn. Thì mình không có mâm nhỏ, nhưng mà nó chỉ lấy cái thớt để cuốn thôi mọi người. Đó, sau khi cuốn thì mọi người sẽ nhớ chét một cái lớp dầu giống như vậy để cho nó sẽ không có bị dính bánh những cái bánh kia. Xong mình sẽ bỏ vô nồi giống như vậy nha mọi người. Bây giờ thì mình chưa có hấp, để mình để đầy ở cái nồi này rồi thì mình sẽ nên đi hấp. Chút mình hấp mình sẽ quay lại cho mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp ha mọi người. Đây là thành quả của mình sau khi đã cuốn được như này và bắt đầu đem đi hấp. Thật ra mình làm với số lượng khá lớn cho nên là mình phải hấp tới khoảng 4-5 lần lận đó mọi người. Mọi người nhớ là hấp trong khoảng thời gian là 4-5 phút cho bánh nó sẽ mềm. Và nó hấp, sau khi hấp thì nó bánh nó sẽ mềm hơn mọi người, nó sẽ nhìn giống bánh cuốn hơn. Còn nếu như mọi người cuốn bánh tráng không á, hoặc là ăn liền á, thì nó sẽ không giống như bánh cuốn mà nó chỉ là bánh tráng bình thường thôi. Đây, dâu đang hấp nè mọi người. Nhớ là để đến 4-5 phút nha mọi người. Sau khi bánh nó hơi nóng rồi á, nó mềm, nó nói chung là nó sẽ không quá giống như bánh cuốn đâu, nhưng mà nếu mà mình làm theo cách này á, mình sẽ cảm thấy tiết kiệm hơn, đỡ mất thời gian hơn. Tại vì bánh cuốn là mọi người phải pha bột, nó bị mất thời gian, có nhiều người không rành nữa. Còn pha làm cái này thì rất rất đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Hello mọi người, đây chính là thành quả của món bánh cuốn chay vừa làm xong, y chang như bánh cuốn mặn đúng không mọi người. Bánh cuốn này được làm từ bánh tráng, nhưng mà nó làm từ bánh tráng bột gạo mọi người, cho nên là khi mà hấp ra nó sẽ mềm và dẻo giống như bánh cuốn vậy. Thậm chí nó sẽ không có dính giống như bánh cuốn mà dễ lấy nữa. Ta-da. Đây là chả này, hành phi này, rau và giá nè. Nước mắm vị y chang như bánh cuốn mặn luôn mọi người. Mọi người nhớ làm thử nha. Đây mọi người,